bây giờ thì ông chỉ có hai lựa chọn mà thôi một là cầm số tiền này và không can thiệp vào cuộc sống của chung China và hai đó là nhận một án phạt hình sự và đi tù các người sẽ chọn gì đấy thôi vậy thì được rồi chúng tôi sẽ nhận số tiền này và coi như chuyện kết hôn chưa xảy ra Ba ơi Giờ đã kết thúc rồi Ba không thể để cho con đi tù được <laughs> Tên của ông là gì vậy? Tôi là can Dông Tê Đây chính là thỏa thuận quỷ bỏ hôn nhân Giữa con trai của ông và cô Trung Chi A Mời ông ký vào đây Bạn đang xem phim được chiếu tại tv2.org Thỏa thuận quỷ bỏ hôn nhân Còn nữa Làm ơn đóng cửa quán cà phê này luôn đi à, Chúng tôi không thể làm theo ý cậu Không thể làm theo hả Món nợ đã trả hết rồi Vậy mà vẫn muốn ở quanh quẩn bên cô ấy hay sao Để siêu nhà tôi có thể không được hoàn hảo Nhưng nó là đứa con trai duy nhất của tôi Lần đầu tiên Trong cuộc đời của nó Nó tìm thấy điều mà nó thích Cậu có biết thằng bé đã làm việc chăm chỉ thế nào không? Nhưng điều kiện này khiến Gina không thoải mái Chỉ vì cậu ta ở gần bên là đã khiến cho Gina không thoải mái rồi Tôi sẽ Kêu siêu đừng làm phiền Gina siêu sẽ đối xử với china như một người bạn thân xin cậu hãy cho đê siêu giữ lại quán cà phê ừ, xin lỗi ờ, tôi thấy cậu có vẻ là người giàu có hay hiểu cho chúng tôi với đê siêu phải giữ quán cà phê này để nó có công ăn việc làm ổn định đúng rồi đó chúng tôi đã ký hợp đồng thuê chỗ này rồi bắt chúng tôi đóng cửa quán cà phê là quá ác độc vậy thôi được rồi nhưng nếu như anh ta tới thăm chung chin a hoặc là làm phiền quấy ấy lần nữa thì tôi sẽ không bỏ qua đâu à, được đảm bảo là dê siêu sẽ không làm vậy anh Kang đê siêu ừ, dạ anh không được nói với ai về chuyện xảy ra ngày hôm nay nếu như người ở trong công ty phát hiện ra được chuyện này biết tôi trả nợ cho chin a thì anh sẽ phải đóng cửa quán cà phê này ngay lập tức ừ, dạ tôi hiểu rồi được thật ra thì chuyện này khiến chúng tôi khá nhẹ nhõm người khác có thể chỉ trích tôi nói tôi chiều con quá mức nhưng cha mẹ nào cũng sẽ làm vậy nếu mà nó muốn làm điều gì đó cha mẹ sẵn sàng bán mình để đạt được điều đó vậy con không thể cưới chị na nữa sao ừ ba giờ chiều cậu mới về tới hả ờ à, được tôi hiểu rồi cuộc họp cổ đông diễn ra vào lúc bốn giờ chiều vậy là sau khi công chứng mọi thứ thì vẫn vừa kịp lúc à mời vào ủa Sao hai người lại đến đây vậy Chúng tôi định ra ngoài rồi Nhưng muốn ghé qua ủng hộ ông ừ. Ủng hộ tôi sao À Hai người đang lo là tôi sẽ mất đi vị trí này sao à, Không có chuyện đó đâu Tôi biết luật sư là người như thế nào mà Ông đã nghe theo mệnh lệnh của ông nội tôi Đi tìm tôi suốt 30 năm trời còn gì Tôi có lòng tin ở ông mà Hình như Cậu kêu tôi đừng để mất vị trí này giờ tôi lại cảm thấy áp lực hơn rồi. À phải rồi, cái này á, cho ông nè. Đây là cái gì? Đồ ăn khẩn cấp của con đó. Cái này sẽ khiến cho ông thư giãn hơn và có tâm trạng tốt hơn nhiều luôn đó. Có hiệu quả như vậy sao? Tự ừ. nhiên là có hiệu quả rồi. Khi ông nội qua đời thì cái này đã truyền rất nhiều năng lượng cho tôi đó nha. Oh. <cười> <cười> Thôi tụi con đi qua bên nhà máy đi. Luật sư hơn à, cố lên cố lên <laughs> cảm ơn <cười> ừ. <cười> đúng là có hiệu quả thật đó china <laughs> nghe nói chồng cô là chủ quán cà phê mới mở hả Cô Gina, đó là mẫu người cô thích sao? Anh ấy mua thuốc bổ đúng không vậy? Đây không phải là cái khóa mà tôi đã chọn. Cô Chi đã đổi sao? Ờ, họ nói không có mẫu mà cô đã chọn nên tôi đổi cái khác thôi. Hả? Sao cô đổi thiết kế của tôi mà không nói với tôi? Tôi còn có thể làm được gì? Sao cô lại khó chịu với tôi chứ? Có chuyện gì vậy? dạ cái khóa không phải cái mà tôi chọn tôi hỏi cô sơ danh chi vì cô ấy là người đặt hàng vậy mà nói hỏi tôi sao cô đang bực bội với tôi thì có ủa đúng là không phải cái mình chọn rồi ngày mai sẽ đưa cái đó tới đây cái này tôi để lên làm mẫu thôi ngày mai nhận được tôi sẽ đổi cái đó lên liền nếu vậy thì cô cũng phải nói với cô chin a biết về chuyện đó nếu có ai đó thay đổi thiết kế của cô mà không nói cho cô biết thì cô có vui không? Dạ, tôi xin lỗi. Tôi định nói với cô ấy nhưng mà cô ấy lại khó chịu với tôi. Cô Chung Trinh à, cô ấy đã mệt mỏi vì vừa phải làm việc nhà vừa phải đến công ty. Cô cũng là phụ nữ nên hiểu cho cô ấy chứ. Cô Chung à, chồng cô rất hiền lành. Cậu ấy còn đem thuốc tới cho cô nữa. Anh ta không còn là chồng của cô Chung China nữa đâu? Sao? Anh ta đăng ký kết hôn ở sau lưng cô ấy và anh ta cứ bám theo cô ấy mãi. Sao con lại biết chuyện đó vậy siu? Cô Chung China đã nói với con khi mà cô ấy mới vào công ty. Con không nghĩ đây là một vấn đề lớn. Con nghĩ anh ta sẽ không xuất hiện ở đây và quậy phá nữa. Trời đất ơi! cô thiệt không cô China. Cô nên báo cảnh sát bắt cậu ta ngay đi. Đúng là một tên khốn mà Cô ấy đã hỏi tôi về việc ly hôn Và tôi đã nhờ luật sư kim bạn của tôi Làm thủ tục rồi sẽ mất thêm một thời gian Nhưng mà chắc chắn hôn nhân sẽ bị quỷ bỏ Cho nên cô đừng lo Cô cứ tập trung vào công việc Giống như bây giờ thôi Dạ Rắc rối cứ suốt ngày tìm đến cô Chin A Một kẻ bám đuôi Rồi tới một người chồng tự đăng ký kết hôn Cô Chin A là loại người biết cách dụ dỗ đàn ông có phải không? Cuộc họp cũng đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Được rồi, đi thôi. À, cuộc gọi trên xe nói về chuyện này sao? Dạ. Sao con lại không nói với mẹ? Con đã nói với mẹ là có người hỏi con vài chuyện rồi. Con có chắc không Là sao chứ Con có tình cảm gì với Chung Chin A không vậy Con sẽ sớm trở thành CEO của tập đoàn Hung Cang Trong thời điểm quan trọng vậy Mà mẹ nói gì vậy chứ Mẹ cứ có cảm giác đó Con có thể hoàn toàn hiểu được Tất cả những gì mà mẹ đã trải qua Để có thể giúp cho con giành được quyền thừa kế công ty Có người đã nói với con là Dù người khác có chỉ trích ông ta Về cách chịu chuộng con trai thì ông ấy vẫn hy sinh bản thân của mình vì đứa con trai của mình ý con là sao vậy con muốn nói là những gì mẹ làm cho con là sai sao con không hề có ý đó con hiểu rất rõ những gì mà mẹ đã làm cho con mà cho nên mẹ không cần phải lo lắng đâu thôi được rồi mẹ nghĩ là mẹ đã lo lắng quá nhiều đi thôi Xin chào anh luật sư Hơ. Xin chào cô. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở lại giống như ban đầu. Giấc giả cho anh quá rồi. Khi anh rời khỏi vị trí này, anh cứ đi du lịch nghỉ dưỡng cho khỏe và tận hưởng kỳ nghỉ đi. <laughs> Được. Nếu như tôi nghỉ hưu, thì tôi sẽ đi nghỉ dưỡng. Tôi sẽ thăm ông sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc. Đi ăn tối với nhau nha. Chắc rồi, giám đốc trôi à. Cuộc họp cổ đông lần thứ 17 Lâu quá Đúng rồi Đúng vậy, không biết chuyện gì nữa Không biết là chuyện gì Hả? nữa Không biết có chuyện gì không nữa Không biết có chuyện gì đây à, Không biết chuyện gì nữa Tôi cũng như ông Con chuẩn bị lời phát biểu khi làm CEO chưa? Dạ rồi mẹ. Sao luật sư hơi vẫn chưa vào đây vậy? Chắc anh ta sợ quá nên không dám vào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp cổ đông lần thứ 17. Cuộc họp sẽ được tổ chức để bầu cử CEO. Bởi vì có thay đổi về cổ phần Xin lỗi vì đã đến trễ. Cậu đã đến sớm hơn tôi nghĩ đâu. À, dạ đây. Làm tốt lắm thư ký Kim. À, dạ. Hiện giờ giám đốc cho U đang giữ 30,3% cổ phần của tập đoàn Hung Kang. Anh ấy sở hữu nhiều hơn cổ phần của CEO hơn chung sang người đã sở hữu 27,8% cổ phần của tập đoàn Hung Kang chúng ta. Chính vì vậy, Choi Siu sẽ trở thành CEO của tập đoàn Hung Kang và đó cũng chính là lý do chúng ta tổ chức cuộc họp. Đợi một chút. Cậu có thể cho tôi vài phút được không? Dạ. Anh ta đang làm gì vậy? Con đoán là ông ta không muốn buông tay dễ dàng vậy. Xin chào mọi người. Tôi là Hơ Chung San, CEO tạm thời của tập đoàn Hung Can. Sáng hôm nay, một trong những cổ đông chính của tập đoàn là CEO Step Chung của công ty phát triển Victory đã chuyển 7% cổ phần mà anh ấy đang nắm giữ ở Hung Can qua tên của tôi rồi. Đây chính là... Bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ờ hả? Là vậy, sao? vậy là sao? Là sao? sao? À, cuộc chuyển không không nhượng cổ phần. Vì vậy bây giờ tôi đang sở hữu... 34,8% cổ phần của tập đoàn Hung Kang. Chính vì vậy... Không có lý do gì thay đổi chức vụ CEO. Tôi xin lỗi vì đã lãng phí... Thời gian của các cổ đồng... Chúc mừng à, à, Cảm ơn mọi người Lâu rồi không gặp ừ. Anh đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ rồi Có vẻ như đây không phải là lúc thích hợp Để cho tôi nghỉ dưỡng Có đúng không? Một năm sau Ông sẽ có thời gian đi nghỉ dưỡng mà thôi Tôi tin là mình có thể chờ thêm một năm cuộc sống là một chuỗi ngày dài để chờ đợi mà Steve chung chưa bao giờ xuất đầu lộ diện ở đây vậy mà anh lại tìm được anh ta bộ cô không biết anh ấy chính là em trai của con dâu cố chu thịt an sao trước giờ tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với anh ta dạo gần đây anh ta có chút vấn đề về sức khỏe nên mới nói là sẽ ngừng kinh doanh để đi du lịch nghỉ dưỡng cho khuây khỏa Tôi xin phép đi trước. À. Ôi trời Ôi à. trời Có sao không vậy Để để, để tôi coi Có sao không vậy Bầm tím hết rồi nè à. À. Mà tại sao Đau quá Anh lại đứng trước cửa khi tôi đang mở cửa ra chứ Tôi định đi qua mở cửa xe cho cô xuống mà Gì à. À, Tôi có thể tự mở cửa của mình mà Tôi đâu có kêu anh mở cửa đâu Ơi thiệt tình Lẽ ra tôi không nên nói ra chúng ta đi massage thì tốt biết mấy đi đi massage cùng nhau là sao chứ ý anh là gì vậy ý anh là tôi thua lỗ giống như mấy anh bạn của anh hay sao ờ à, tôi giỡn thôi giỡn thôi à chú ly gọi ồ nghe đi dạ con nghe chú dạ chú nói thiệt chứ ờ à, đúng là vậy Chú đã đi hỏi thư ký vô, vì chú tò mò quá trời quá đất. Luật sư Hơ, ý là CEO của chúng ta, và xuất hiện bất ngờ giống như trong phim gì đó Nam Chin. Anh ta hét lên, chở đá, rồi lật ngược tình thế. Công nhận đúng là ngầu thiệt chứ. Làm sao mà ông ấy có thể xây chuyển tình thế vậy? Chú nghe nói là anh ta đã nhận được cổ phần từ một công ty ở bên Mỹ. Nhưng mà dù sao thì, à, ngay trước khi thông báo về việc bổ nhiệm lại CEO được đưa ra, anh ta đã đột nhiên xuất hiện với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ở trên tay. anh vui tới vậy sao không phải vậy đâu chú ơi chú có nghe không vậy chúng ta về nhà nói đi ha chú cướp máy giờ thưa ký vô tôi đã nói cô phải kín miệng cô có muốn bị sa thải không dạ tôi xin lỗi đây là công viên hay sao hả nơi mà anh cứ thích là đến được sao tôi rất xin lỗi cô thiên thần nhỏ của tôi thiên thần cái gì chú ly chú làm tôi bị giám đốc la rồi cái kìa tôi rất xin lỗi cô cô không có biết cảm giác khi một người lính yêu kẻ thù thì cảm giác như thế nào đâu thưa cái vô tuyệt vời ừ. bây giờ anh đang làm gì vậy tôi vui mừng quá tôi hào hứng lắm luôn á anh vui sao có chuyện gì mà anh vui vậy hả? CEO không bị thay đổi. Luật sư Hơn sẽ tiếp tục làm CEO của Hung Cang. Thật đó hả? Đây đúng là một tin tốt mà. Tôi nghĩ kẹo của cô có tác dụng rồi đó. À, đồ ăn khẩn cấp của tôi. <laughs> tôi nghĩ là luật sư Hơn sẽ đãi tôi ăn một bữa thật là ngon đó. Tôi sẽ đãi cô một bữa nha. Được. Đi thôi. <laughs> <cười> um, <cười> Ai, biết biệt danh em bé tên gì đây? giê -xu. Giải độc đất. À, không được, không được. May mắn. <laughs> à, mời vào Dạ, chào ba. Ừ, chào mừng Hang Sung Chu, nhà thiết kế xinh đẹp của bà đã tới đây. Và chào đội trưởng An Nam Chin. <laughs> Có chuyện gì vui hay sao vậy? Ba cười tới thấy hàm răng luôn rồi kìa. Ô, nhìn ba vui lắm sao? <laughs> à mọi người không biết chú đã nghe tin gì chưa tin gì trời đất sao cậu lại có thể biết được chuyện đó vậy hả sung chu con cũng biết rồi luôn hả <laughs> con cũng biết rồi à, trước tiên là cả ba cũng không thể tin được chuyện này <laughs> chú ly đã gọi điện tới nói cho tụi con nghe rồi luật sư hơ á vẫn có thể tạm giữ vị trí ceo đó à phải rồi luật sư hơ đã nói anh ấy sẽ làm những gì cần phải làm mà chắc đã lên kế hoạch sẵn rồi điều này có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể tập trung vào cuộc thi đó rồi thôi được rồi giờ đưa ba xem đơn đặt hàng đi Tiến độ sẽ hơi gấp vì cuộc thi sắp à. diễn ra rồi Có ừ. thể thực hiện được không chú? Nếu cần sẽ làm cả ngày lẫn đêm Tôi phải giúp Sùng Chù chiến thắng <cười> <cười> Ba hãy sản xuất mấy bộ mẫu trước Còn lại thì ba hãy sản xuất Sau khi bộ mẫu được thông qua ừ. Ok, okay. <laughs> Mà hôm nay ba cư xử kỳ lạ quá Sao ba cứ cười hoài vậy hả? Ba hả? Ba đâu có gì đâu con <laughs> Ba hạnh phúc khi sống cùng người phụ nữ đó hay sao chứ? ba hạnh phúc mặc dù là em trai của chị ta đã bán hết cổ phần của ba ba thấy như vậy là hạnh phúc đó hả ba sao con lại nói như vậy trước mặt nam chin chứ đừng có như vậy mà ba nhìn ba rất là ngốc đó Thôi, cô làm cho chú ấy trẻ hơn nhiều mà cô đừng như vậy tóm lại thì ngày mai con sẽ tới lấy bộ mẫu ba đúng giờ đó ba biết rồi <laughs> con xin phép ờ dạ được rồi tạm biệt ba ờ. ừ <laughs> mình thật sự rất vui <laughs> ờ dân siêu à em có thèm ăn gì không lát anh sẽ mua về không thể tin được là mẹ bị lão già đó lừa nếu mẹ biết trước thì có thể giải quyết được sao nếu mẹ biết anh ta có thêm cổ phần thì mẹ sẽ nghĩ ra giải pháp khác để ngăn chặn điều này mẹ sẽ đưa ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chúng ta đã dành tiền để thu mua cổ phần rồi vậy mà bây giờ con cũng phải thi đấu với anh ta trong một năm không còn lựa chọn nữa hãy cho mọi người thấy con sẽ thắng cậu ta qua cuộc thi con sẽ dạy cho anh ta một bài học nhớ đời con sẽ cho anh ta thấy anh ta đừng học dành hôn can với con với tốc độ này có lẽ cậu ta sẽ từ bỏ trước khi cuộc thi thứ hai diễn ra <laughs> cũng có thể đó mẹ dạ sao rồi mọi chuyện không suôn sẻ hay sao ôi ừ, trời ceo hơ bị kéo xuống rồi chúng ta phải làm sao đi hả không có đâu luật sư hơ vẫn có thể tạm giữ chức ceo ôi. Oh. Nhưng thái độ của chú vậy là sao chứ Làm chúng tôi hết hồn à Tình yêu Đang khiến tôi phải khóc Có hiểu cảm giác của tôi không Trời ơi Thiên thần của tôi Thiệt tình luôn à. Ngày mai sẽ có bồ mẫu Vậy sao Dạ mọi người có thể đi về rồi Tụi con cũng sẽ đi về luôn À vậy được rồi Dạ Bộ chúng ta không quay lại văn phòng hay sao? Tôi còn phải đến một nơi. Cô nên về nhà và nghỉ ngơi đi nha. Ơi, ờ, cô phải chăm sóc da của mình chứ. Nhợt nhạt và khô quá. Ủa? Thôi đi nha. Da của tôi ổn lắm chứ bộ. Dù thì nói nếu như tôi là đàn ông thì sẽ kết hôn với tôi. Còn anh ấy thì lại nói là sẽ đi massage chung với tôi. Tôi... Bộ tôi không phải là một người phụ nữ quyến rũ hay sao chứ? Không phải. Cô Sung Chu là một cô gái rất cuốn hút và còn rất đáng yêu nữa. Thật sao? Thật. Anh chỉ nói như vậy để cho tôi vui thôi. Ừ, tôi nói thật mà. Cô đã khiến trái tim tôi loạn nhịp nhiều lần lắm rồi á. Hồi nào vậy? Tôi khiến tim anh loạn nhịp hồi nào? <laughs> Cảm ơn anh và Nam Chi <laughs> Chỉ là một ít khoảnh khắc Những điều nhỏ bé mà cô làm rất dễ thương và đáng yêu Những điều đó khiến trái tim tôi loạn nhịp Bất cứ khi nào chuyện đó xảy ra thì tôi lại nhắc mình phải nhớ về china chúng ta chỉ gặp nhau một thời gian nhưng tôi tưởng rằng đã quen cô từ lâu rồi tôi không ngừng cười đùa và thấy thoải mái khi ở cạnh cô nên cô đừng cảm thấy bị xúc phạm nha anh nam chin nói đi china có ý nghĩ gì đối với anh vậy hả china là ký ức của tôi thói quen của tôi. Trong tất cả khoảnh khắc tôi nhớ, đều có China xuất hiện. China có thể xóa bỏ tôi khỏi ký ức của cô ấy, nhưng tôi không thể làm vậy được. Đó là gì nếu như tôi xóa bỏ cô ấy? Có nghĩa là phải dứt bỏ toàn bộ ký ức. Anh có thể cho tôi xuống chỗ kia không tôi sẽ đưa cô về nhà à, không cần đâu tôi quên á là mình còn có việc cần phải làm nữa ừ vậy sao vậy thì ngày mai sẽ gặp mặt anh ở công ty nha được rồi ngày mai gặp nha sum chu dạ anh ấy đúng là đồ ngốc mà sao mà hoàng hôn hôm nay đẹp dữ vậy trời tôi ổn mà mọi người mọi người không cần phải quá lo lắng như vậy đâu Nếu mà tôi có thể trở thành người thừa kế của Hùng Cang, bằng cách chiến thắng cuộc thi sẽ tự hào hơn bằng việc lấy cổ phần trở thành CEO. Đúng vậy. Người quen của cố chủ tịch anh vẫn còn ở công ty. Tôi nghĩ là họ chỉ câu giờ thôi. Chúng ta phải gây ấn tượng với mọi người bằng chiến thắng này. Nếu xong việc thì mọi người có thể về nhà rồi. Cho CEO nghe đi chào cậu Cu, Tôi là mẹ Nam Chin nè. Mẹ của anh Nam Chin gọi tôi để làm gì vậy? À, mẹ cậu có nói là sẽ mời vợ sắp cưới của cậu tới nhà. Tôi không biết là chúng tôi nên nấu món ăn gì thôi. Cậu về nhà trễ rồi sáng sớm lại đi, nên tôi không có cơ hội hỏi cậu. Nhưng mà tại sao bà lại hỏi tôi vậy? Chứ tôi nên hỏi ai nữa đây? cậu nhất định sẽ biết vợ sắp cưới của mình thích ăn món gì mà đúng không tôi thật sự không biết tôi giao hết cho bà đó ừ, giao cho tôi hết hả vậy ừ, vậy ăn hàng có được không ừ, ví dụ như thịt nướng hay là miếng xào ừ được rồi à, à, à. alo alo à, alo à, à. cúp rồi thiệt tình Chà, đúng là đúng là một đứa trẻ thô lỗ á à, mẹ cậu ta không dạy cậu ta cách cư xử sao có thể cấp máy của người lớn được chứ? Ờ, thịt nướng miếng xào và cái gì nữa? Cậu ta nói không biết. Nói uh, là giao hết cho chúng ta. Ờ, à, thấy chưa? Tôi thật sự rất ghét những người thường hay nói câu này với tôi đó nha. Tôi thấy khi nói câu này họ thật là vô trách nhiệm. Đây chính là điều tôi muốn nói đó. Trời ơi, lỡ cậu ta phàn nàn về đồ ăn tôi làm thì sao? Ê, đấy cả những người yêu nhau đã kết hôn với nhau 10 năm thì chắc chắn cũng sẽ có mâu thuẫn còn cậu ta thì không biết vợ sắp cưới của mình thích ăn cái gì chúng ta cứ nấu những món ăn Hàn Quốc truyền thống đi nếu như nấu thịt hải sản hay là rau thì cô ấy sẽ chọn một trong những món này ừ, ý hay quản gia Hơ cô đúng là một người thông minh quá chừng <laughs> chắc hồi nhỏ đi học cô học giỏi dữ lắm đó ha Ờ, không điều này cũng không giúp tôi đạt được điểm cao ở trường <cười> <cười> à, em no quá con của chúng ta cũng no rồi <laughs> con thèm gì thì cứ nói với ba ba sẽ ra ngoài mua cho con ăn ha <laughs> mà nè anh man Súc thật sự muốn ly hôn với em có phải vậy không ờ em em nhắc lại là ông gì em bé sẽ nghe thấy đó. Lúc đó em buồn đến mức muốn kết liễu đời mình luôn đó anh. đúng là anh không uh, ly hôn với em là bởi vì em bé này nhưng uh, anh sẽ không bao giờ gặp lại sung gu. Em... nếu nếu em muốn sống với anh uh, thì cắt đứt quan hệ với sung gu đi. Uh, em biết từ trước đến giờ sung gu đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh manh Súc nhưng nó là người cậu duy nhất của con chúng ta mà anh em biết là bây giờ anh không thể tha thứ cho nó nhưng một thời gian trôi qua rồi thì anh có thể tha thứ cho nó không vậy anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta anh vừa mới giải quyết xong rắc rối, vừa đưa cậu ta ra khỏi đồn cảnh sát thì cậu ta lại gây chuyện nữa. À. Mỗi khi anh nghĩ tới chuyện đó, là anh đều thức giấc vào nửa đêm hết đó em mà. quý áp của anh sẽ tăng đó. Em không nói gì nó nữa, nữa, nên anh đừng có giận nữa nha. Hả? <laughs> à, 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 anh man sút à? Anh định đặc biệt danh cho con là gì vậy hả? Ờ à, đúng rồi, biệt danh. Cả ngày hôm nay ở chỗ làm anh đã suy nghĩ về chuyện đó nhưng anh không nghĩ ra tên nào anh thích cả cứu tinh được không anh cứu tinh hả con của chúng ta đã cứu em nếu anh không ly hôn với em rồi à, anh hiểu rồi anh thích cái tên này cứu tinh à, đúng rồi cứu tinh <laughs> à, hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi à. À, nam 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 chin hả anh đang làm cái gì vậy kết thúc rồi mọi chuyện kết thúc thật rồi anh nói cái gì kết thúc vậy hả khoản nợ của china đã được trả hết rồi tôi <laughs> không thể nào làm chồng của chin nữa đâu thật không vậy china trả hết nợ rồi sao de siêu à china đã trả hết nợ bằng cách nào vậy hả không phải là china <laughs> mà là một người rất giàu có và còn rất thông minh nữa anh ta đã trả hết số nợ của China cho ba tôi rồi. Đó là ai? Anh nói đi. Người đó là ai vậy? <laughs> Người đó... Người đó chính là... Bạn đang xem phim được chiếu tại tv2.org.